Xuất hiện hình ảnh chàng trai một mình đạp xe bon bon trên đường thủy khiến ai cũng phải trầm trồ. Mới đây, một đoạn clip được người dùng TikTok đăng tải ghi lại hình ảnh một chàng trai nghị lực đạp xe dưới sông. Theo đó, những ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải hứng chịu những cơn mưa nặng hạt kéo dài, làm đường xá khắp nơi bị nước ngập cao, không thể đi lại. Ấy vậy mà vẫn có một chàng trai đầy nghị lực. Dù đường bộ có bỗng nhiên biến thành đường thủy, thì thanh niên vẫn cứ là lạc quan, lôi chiếc xe đạp ra dạo phố một vòng. Thậm chí cả con đường mà anh đi, nhìn quanh thì chỉ có mình anh tiến bước. Kinh chá nè. Với hình ảnh dở khóc dở cười trên, thanh niên đã khiến cho dân mạng khi xem cũng phải bật cười khó hiểu. Nhiều người nhìn thôi cũng cảm thấy mệt thay và để lại bình luận. Không biết điều gì đã giúp anh ấy lạc quan và bình tĩnh đến như vậy. Người thành công thường có lối đi riêng. Nhìn vậy thôi chứ ảnh đang ngồi tàu ngầm đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.